Việt Nam bày tỏ mong muốn được Mỹ giúp đỡ trong kế hoạch thành lập hai trung tâm kiểm soát bệnh tật trung ương ở hai khu vực miền Nam và miền Bắc để đáp ứng tốt và nhanh hơn nữa với các dịch bệnh có thể xảy ra trong tương lai. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết như vậy trong buổi làm việc với ông John MacArthur, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ, tức CDC Hoa Kỳ, và ông Matthew Moore, quyền Giám đốc Quốc gia của CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam vào chiều ngày 29 tháng 3, theo thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam. Ông Long nói Việt Nam ủng hộ các vấn đề mà CDC Hoa Kỳ nêu ra ở Đông Nam Á, đặc biệt là vấn đề an ninh y tế. Theo ông, đây là vấn đề rất quan trọng và là một trong những ưu tiên trong các chương trình hành động của chính phủ Việt Nam. Trang tin của Bộ Y tế dẫn lời Bộ trưởng nói, chúng tôi xác định an ninh y tế không chỉ là vấn đề sức khỏe, mà còn liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội, sự ổn định về an ninh, an toàn trật tự xã hội. Đại dịch COVID-19 vừa qua thể hiện rất rõ vấn đề an ninh y tế có liên quan chặt chẽ với an ninh toàn cầu. Đáp lại, phía Mỹ cho biết đã phân bổ 2,3 triệu đô la cho các hoạt động với Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Khám chữa bệnh và 4 viện đầu ngành của Việt Nam. Ngoài ra, chính phủ Mỹ cũng đưa ra cam kết tài trợ 4 tỷ đô la trong cơ chế vaccine COVAX để giúp người dân thế giới có thể tiếp cận vaccine nhiều hơn. Các giới chức Hoa Kỳ cũng ca ngợi những nỗ lực của Việt Nam trong việc đối phó và giải quyết đại dịch COVID-19. Tại buổi họp, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng gửi lời cảm ơn tới chính phủ Hoa Kỳ và CDC Hoa Kỳ đã giúp đỡ Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời đề nghị văn phòng CDC Hoa Kỳ tại Đông Nam Á hỗ trợ cho khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam, có thể tiếp cận nguồn vaccine của Mỹ.